Hoài Đức Bơ xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vào đúng khung giờ này, bụng của chúng tôi đang cảm thấy rất là cồn cao và đang rất là nôn nóng, không biết là những món ăn ngon sẽ được sáng tạo và chế biến ra sao để tình cảm của những fan hâm mộ dành tặng cho những nghệ sĩ khách mời sẽ như thế nào đây. Xin mời quý vị hãy chào đón sự xuất hiện rất đặc biệt của một trong những anh chàng nghệ sĩ trẻ tuổi tài năng luôn dành cho Hoàng những tình cảm và sự tôn trọng cao nhất có thể. Đó chính là chàng trai diễn viên Nguyễn Anh Tú. Gì trời, tặng quà hả? Trời ơi, tôi phải tân gia rồi tặng quà trời. Chẳng giả đã hả? Cái gì vậy? Che hình hả? Đâu đặt giải thưởng quán quân giống như em rồi đeo huy chương làm gì trời ơi. Tú. Đâu rồi? Tú. Sao vậy? Vô. Rồi, xong. Xong. Chơi. Hả? Nấu đi. Cái gì? Nấu đi. Nấu gì? Nấu gì em ăn đi. Đói quá. Gì trời? Ơi, ai? Lộn. Hả? Cái gì vậy? Ủa anh này tập về mà. Ừ đúng rồi. Trời ơi, em sao vậy? Này chương trình này anh đâu biết nấu đâu. Ủa chứ kêu em tới chương trình gặp anh nấu ăn cho em. Anh chỉ là một cái cầu nối thôi, là em sẽ là nhân vật bước qua cái cầu này, em chà đạp lên anh để em kết nối tình cảm với hai khán giả hâm mộ, người ta mới nấu cho em ăn đó. Trời ơi anh nấu nào đâu nấu, trời ơi tài lanh ghê luôn á. Ủa gì hả? Trời ơi xin lỗi em biết đâu. Trời ơi. Trời ơi gì vậy trời. Trời ơi tưởng lâu ngày gặp ông anh tôi. Trời ơi ông nấu ta cho tôi ăn. Nó giới thiệu hoành tráng rồi anh Tú rồi em ngoan ngoãn lễ phép tôn trọng, cuối cùng tự nhiên giờ anh nuôi. Chào khán giả cái nè. Dạ em Nguyễn Anh Tú, đẹp trai, ga lăng, hào hoa, sức khỏe tốt. Em Nguyễn Anh Tú, chào. Đó, đó, mới vậy chứ. Yeah. Yeah. Giờ này tập thể dục thường xuyên chứ? Dạ có, nhà này em khỏe lắm. Nhà này em khỏe lắm. Bây giờ em tập nhiều quá nên em mau đói. Đúng vậy, đúng vậy. Rất là dễ đói. Nguyễn Anh Tú là một trong những diễn viên, những nghệ sĩ rất là chăm chỉ cho những buổi tập gym của mình. Bởi vậy, thân hình lúc nào cũng rắn chắc, khỏe, ngoài đó bơi rất là nhiều. Yeah. Nên chắc chắn bữa ăn ngày hôm nay dành cho bạn cũng phải phù hợp với chế độ tập luyện và dinh dưỡng của mình. Dạ, đúng rồi. Và Nguyễn Anh Tú hãy sẵn sàng để có thể khám phá khẩu vị ngôi sao với vị trí chiếc tủ lạnh rất đắt tiền của anh đằng xa xa kia. Anh Tú sẵn sàng nha, khám phá bí mật điều gì đang nằm trong chiếc tủ lạnh này. Theo em thì tủ lạnh ta chứa cái gì? Thì em nghĩ trong đây là sẽ có những cái thịt heo nè, thịt bò, thịt gà là những loại thịt em rất là thích ăn. Hầu như là không có cá, tại vì em không thích ăn cá. Vậy hả? Tại vì có một cái quá khứ là em bị mắc xương chữ Y. Xương chữ Y? À, là cái chỗ bán là ngay cầu chữ Y quận 8. Tào lao. Không, xương chữ Y là con cá nó xương chữ Y thôi. À cái xương, trời xương quá âm ha. Ừ. Dướng vô là nó dướng vô như xong cái ná vậy đó, dướng vô. Đúng đó, rồi. Không được. Dướng như dướng cây ná vậy. Phải kiếm một người nào đó đẻ ngược á, vuốt xuống. Người ta cứ vuốt mình 3 cái. Rồi kể từ đó là em không thích ăn cá nữa, em sợ luôn. Cái điều bí mật này là hai anh em biết thôi nha. Ừ. Giờ chưa khoan hãy tiết lộ cho người chơi biết. Để lỡ lát nữa người ta nấu cá cho em ăn sao? À ok. Rồi bây giờ xin mời anh Tú hãy gặp gỡ hai fan hâm mộ rất là yêu thương bạn. Đó chính là một bạn trai tên là Lý Trần và bạn gái tên là Mỹ Huyền. Xin mời. Yeah. Chào Huyền. Chào em. Chào Lý Trần. Chào anh Tú. Chào em. Ồ, hai bạn còn rất là trẻ. Xin mời Huyền giới thiệu về bản thân của mình trước nào. Dạ em là Mỹ Huyền. Hiện tại là em đang làm nhân viên kinh doanh và đi hát tự do. Ồ, đam mê nghệ thuật luôn. Bạn hát dòng nhạc nào ạ? Dòng nhạc em theo đuổi là dân ca với bolero. Tặng câu ngọt ngọt cho anh Tú ấn tượng chơi nè. Dạ. Đường về miền Tây lẻ loi chiều nay, kìa sao bay năm nào, giờ sao sao quay trở về. Trời ơi. Trời hay quá luôn á. Ngọt trời, ngào. Ngọt quá. Mà nghe có vẻ trách móc, trách hờn Tú dữ lắm nè. Lúc hát nhìn thẳng vô mắt Tú luôn á Tú. Sao anh không về nữa? Anh biết sao không? Em có a friend ảnh á, ảnh không chịu chấp nhận. A friend mà không chịu. Không phải em thông cảm này, phải bút rất nhiều người nữa. Anh không thể nào biết cái ai được hết. Là cơ hội quý báu. Lát nữa mình lọc lại friend nha Tú. Yeah. Chào Lý Trần. Bạn có một cái nickname nghe rất ấn tượng. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm bếp và đi hát tự do luôn à. Trời ơi trời. Nay gặp đúng ca sĩ luôn rồi. Bữa nay gặp ca sĩ không? Quay rapper nữa chứ.
Thôi, đâu sánh bằng mấy bạn trẻ giờ được. Bạn hát thử bài tặng Tú được không? Bình minh khuôn lớp sau màn đêm, như nỗi lòng anh chất chứa lâu nay, em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dầm tan bao yêu dấu lối ta. Không chấp nhận được. Chương trình này là chương trình giao lưu giữa khán giả và nghệ sĩ. Nè Trung Quân, em giả dạng đúng không? Em nhờ cái khả năng make up làm cho em trẻ lại, chứ làm sao em che qua mắt anh được bằng cái đôi mắt kính cận đó, nhìn là biết Trung Quân liền. Trung Quân đúng không? Mà đúng anh, thân hình dày nữa. Thân hình giống, giống mắt kính giống, phong cách giống. Nhưng có nét riêng, đó chính là bạn nấu ăn. Biết nấu ăn là một bếp trưởng nữa. Trung Quân làm sao mà so bì được. Trung Quân chỉ biết ăn thôi. Tôi biết nấu không? Dạ biết chứ. Trời giỏi vậy. Em rất thích nấu ăn. Rất thích nấu ăn. Riêng về cái nghề nào mà dùng như may giá nè, nấu ăn nè, nếu không cho chánh nè, công như con hạnh nè, thì em thích hết. Được, yeah. Chịu. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá thêm một số điều về Nguyễn Anh Tú, về gu ăn uống của anh ấy. Anh ấy sẽ không tiết lộ thẳng thừng anh ấy thích cái gì và không thích cái gì đâu. Nếu như bạn nói là thích nấu ăn, như vậy bạn nấu theo phong cách sở trường nào? Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đốc? Em nấu theo phong cách của má em. Em nấu theo phong cách của má em. Tại vì từ nhỏ, có nghĩa là mỗi lần mẹ nấu là em đứng em nhìn em coi, rồi mẹ nêm, rồi em nêm thử coi được chưa. Rồi cứ ăn riết rồi quen cái vị của mẹ. Sau rồi sau này nấu là phải đúng cái vị của mẹ mới ok. Còn không có là mình cứ nêm hoài. Và bây giờ sẽ là những điều bí mật tiếp theo. Hãy mở cánh cửa tủ lạnh này ra. Sẽ có những điều mà các bạn phải tập trung nhãn lực của mình. Xin mời. 1, 2, 3, ba là mở ra. Tan 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 tan. Lương thực thực phẩm chuẩn bị đầy đủ, một bữa ăn no ngon miệng bổ dưỡng dành cho Nguyễn Anh Tú. Em nhìn sơ qua đi, có món nào mà em cảm thấy không hợp khẩu vị hay không? Có hai món. Như vậy tất cả những món còn lại phải chăng là em hợp khẩu vị hết? Dạ đúng vậy, em là một người rất là dễ ăn. Wow. Nhưng mà ăn thì nó phải cái vị phải đậm đà xíu. Chứ mà nó lạt quá, nó chua quá hoặc là nó ngọt quá em không thích. Rồi, cảm ơn các bạn. Chưa biết cái khái niệm đậm đà là như thế nào. Khái niệm đậm đà là nó có một cái, ví dụ như nói về canh chua đi, vừa đủ mình ăn mình có vị chua, có một cái vị mặn mặn, có một cái vị ngọt ngọt chút xíu thôi, chứ còn ngọt quá là nó ra cái vị của người miền Tây. Đó. Nào, bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng với khu vực gian bếp. Đây là khu vực để chúng ta cạnh tranh một cách công bằng. Và bây giờ xin mời hai bạn hãy di chuyển về khu vực gian bếp. Tại nơi đây chúng ta sẽ chế biến ra những món ăn thật là ngon và bổ dưỡng dành tặng cho diễn viên Nguyễn Anh Tú. Xin mời cả nhà. Cố lên. Chào mừng quý vị đang đến với không gian tiếp theo của Khẩu Vị Ngôi Sao. Tại nơi đây, Nguyễn Anh Tú sẽ chứng kiến một phần tranh tài đầu tiên rất là cam go trong vòng 60 giây giữa hai thí sinh, đó chính là bạn Lý Trần và bạn Mỹ Huyền. Trong vòng 60 giây, các bạn hãy cố gắng làm sao suy đoán xem những món ăn mà chúng tôi đang trưng bày ở đằng sau lưng Nguyễn Anh Tú, món nào là món mà anh Tú cảm thấy ưng ý nhất thì hãy đem hết về đây. 60 giây, mỗi lượt đi được đem một món. Ai có số lượng món ăn Nguyễn Anh Tú cảm thấy ưng ý nhiều nhất thì người đó có quyền đưa ra phần lựa chọn của mình giữa hai nguyên liệu chính để nấu ăn ngày hôm nay. Một sẽ là thịt bò, hai sẽ là sườn non. Hãy cố gắng giành lấy phần ưu tiên ở phần thi đấu này. Chúc cho hai bạn thành công nha. Anh Tú đếm ngược đi nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Không kịp rồi, không kịp rồi. Xin mời hai bạn quay trở về với vị trí của mình. Chúng ta kiểm tra bên khu vực của Mỹ Huyền trước nhé. Lady first. Mỹ Huyền, trong vòng 60 giây, bạn đã đem về 5 cái dĩa. Trong 5 món này, bạn ưng ý mấy món? Đa số là em ưng ý hết. Cả 5 món luôn? Dạ. Xuất sắc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được một thí sinh người chơi lại có thể có khả năng đạt được điểm tối đa đến như vậy. Dạ. Chúc mừng Mỹ anh. Huyền. Chúc mừng em. Dạ. Về qua bên bạn Lý Trần. Lý Trần, chàng nghệ sĩ trẻ. Phong cách của một đầu bếp. Trong 5 món này, anh Tú, bạn ưng ý mấy món? Em ưng ý 4 món. 4 món. Như vậy món không ưng ý là món nào? Khoai môn. Tại sao bạn không thích? Từ xưa tới giờ
À, em rất ít ăn khoai môn. Và đối với em nó bị ăn vô nó bị cảm giác nó bột bột sương sương, nó cắt cắt lưỡi, nó làm cho mình bị không thích. Như vậy đây không phải là sự ưu tiên lựa chọn hàng đầu của bạn, nên chúng tôi sẽ loại ra đó, chỉ có 4 món mà thôi. Hơi tiếc Ly Trần ơi, bạn đang bị bất lợi hơn so với Mỹ Huyền. Mỹ Huyền đã rất xuất sắc, có được 5 món và bạn có quyền lựa chọn nguyên liệu chính ngày hôm nay. Chúc mừng Huyền. Dạ. Đây, tụi thấy không? Sườn non. À, đây là thịt bò. Dạ, thịt bò. Đây em lựa phần nào? Em nghĩ em sẽ chọn món sườn non. Phần sườn non, heo đã thuộc về bạn. Rồi. Thì đương nhiên phần thịt bò chất lượng hảo hạng đã thuộc về Ly Trần. Anh Tú có tập gym nên dường như không biết là cái tỷ lệ mỡ giữa heo và bò bên nào sẽ nhỉnh hơn bên nào. Nhưng quan trọng món ăn phải ngon miệng và ấn tượng và hợp khẩu vị với anh Tú. Bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy đến với phần tiếp theo, tiếp sức thực phẩm. Phần hào hứng sắp được diễn ra rồi. Tại phần thi đấu này, Nguyễn Anh Tú sẽ cố gắng hỗ trợ thật là nhiệt tình bằng sự thông minh của mình. Bạn hãy lắng nghe và nhìn sự gợi ý của người chơi. Sẵn sàng nhé. Sẵn sàng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Con thỏ thích ăn cà rốt. Hay, thông minh quá. Được, Lý. Cái gì mà cắt rê chảy nước mắt? Hành. Yeah. Đúng rồi. Cái cây gì mà gà kho ớt? Xả. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, hên ghê luôn trời. Cái gì mà người ta xào đồ ăn người ta phải bỏ vô để phi tỏi? Hành. Cái gì nước dầu. Còn chữ nữa. Cái gì trời lạnh mà mình bỡ nó lên là cái gì? Hòa nóng cũng đều hay dầu đều. Rồi tiếp luôn, hết 60 giây rồi. 30 giây đi lấy đồ, nhanh lên. Yeah, hay quá, rút kinh nghiệm nha. Ly Nguyễn chơi rất là tốt đấy, rất là thông minh. Nhưng mà quan trọng là Tú có nhớ không? Tú mà không nhớ coi như là Ly Nguyễn sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Thí dụ như mà không lấy về kịp là coi như bị loại luôn. Đúng rồi. 5 giây cuối. 5, cố 4, lên ơi. 3, 2, khoan. 1. Hết giờ. Trời ơi. Cái gì? Kiếm gì? Nè. Đâu? Nè. Xả trò ngay trước mắt luôn. Bị che mắt rồi. Ổn quá. Vậy? Ủa xong vậy? Rồi, chúng ta hãy kiểm tra lại đề bài nào. Hình ảnh đầu tiên, xin mời. Cà rốt ăn gì? Quá đơn giản. Cà rốt, có cà rốt, hợp lệ. Tiếp tục nào. Hành. Hình ảnh của chúng ta lấy hai hành luôn. Chính xác, đơn giản. Hình ảnh tiếp theo. Xả. Đây là cái điều đáng tiếc. Tại sao lại lớn cấn chỗ này vậy Tú? Em lo em tìm cái dầu điều trước. À. Cái em nhớ thấy mấy cái chai em, sao em phải đọc nhãn hiệu, đọc tên. Đọc nhãn hiệu nha. Em phải đọc 30 giây mà em đâu có biết ra ngoài đâu. Cái em thấy này giống dầu điều á, mà em còn hoang mang là không biết có phải là ớt sa tế hay không. Và đó chính là đáp án của hình ảnh thứ tư, dầu điều. Chúc mừng các bạn. Như vậy là với 4 phần gợi ý rất là xuất sắc của bạn, anh Tú cũng hiểu và nói chính xác ra, nhưng đáng tiếc chỉ đem về đúng hợp lệ 3 món thôi. Phần bị thiếu sót là trách nhiệm thuộc về Tú. Bây giờ chúng ta hãy chờ đón xem cô nàng Mỹ Huyền sẽ có phần tương tác ra sao với anh Tú. Xin mời Huyền vào vị trí. 3, 2, 1, bắt đầu. Chà. Đặc trưng của Việt Nam mình là cái gì? Thích loài thực vật. Nè, bỏ qua, cháu qua. Nó mọc ở dưới trong hồ, nó mọc ở trong hồ. Cháu qua, bông sen phải không? Sen phải không? Sen phải không? Rồi, lại. Cái củ màu đỏ cam, thỏ thích ăn. Cái hũ. Cái củ. Màu đỏ cam, con thỏ thích ăn. Con thỏ thích ăn. Cà rốt. Rồi, đúng rồi. Cà rốt. Y chế con đã. Sen. Nấu canh thì phải bỏ gì? Nấu canh thì phải bỏ. Nấu canh thì phải bỏ. Tùm lum hết bà. Bỏ nước. Không. Cái bước cuối cùng á cho nó thơm á. Bỏ thơm, bỏ tiêu, bỏ ngò, bỏ hành. Đúng rồi. Rồi hành thì đi với cái gì? Hành đi với ngò. Đúng rồi. Rồi. Rồi cái nãy mọc với hồ. Là sen. Mà nó là cái bộ. Ở dưới sình đó. Ở dưới sình đó. Ủa anh không nói hả? Hạt sen. Không, sai rồi. Hạt sen. Không phải hạt sen đâu. Nó nằm ở dưới sình á. Trời ơi, cái gì khó vậy? Quá trễ rồi. Hết xong video đầu tiên rồi. Đây. Hay quá tôi ơi. Công nhận là bàn tay đàn ông ôm gọn cả thế giới luôn á. Rồi, chúc mừng anh Tú. Chúc mừng Mỹ Huyền. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại đề bài. Hình ảnh đầu tiên. Rồi, cái này lấn cấn là ngay từ giây phút đầu tiên cho đến giây phút cuối cùng luôn á. Nhưng mà thật đáng tiếc với phần trao đổi thông tin vừa rồi đã kết thúc sau khi 60 giây đầu tiên đã hết. Rồi. Nên
sẽ không hợp lệ ở phần cũ xe. Rồi xin mời hình ảnh tiếp theo. Cái này giống giống cái bạn bên đây. Đúng, mà bảo miêu tả khó lắm bạn, nha. Bạn này là chỉ cần 3 giây thôi. Con thỏ thích ăn gì? Cái hũ. Cái củ. Cái hũ. Cái củ mà nó là cái hũ luôn. Đỏ đỏ cam cam. Tuy nhiên đỏ đỏ là cam cam chứ tôi nghĩ tới bí đỏ. Tại anh Hoàng. Anh Hoàng kêu em gợi ý khó. Ồ vậy hả? Trời ơi, em tin người dễ sợ luôn. Em tin anh Hoàng, mày không tin anh. Trời ơi, đừng mình không em thử thách anh mà. Dù sao cà rốt cũng hợp lệ, chúc mừng bạn. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Hành. Hành canh bỏ gì vô, trời đất. Em ơi, em đố gì ai canh bỏ gì vô trời. Ăn canh bỏ gì vô, bỏ tùm lum miệng mình vô để húp hết luôn chứ gì làm gì. Cũng hên là đính được cái hành. Rồi, hành thì đi với gì đó. Mình phải gợi ý đó, cho nó nhanh. Đi vậy là hợp lý. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Đó chính là ngò. Có ngò chưa Tú? Dạ đây ạ, ngò. Rồi, chúc mừng bạn. Như vậy, với 4 món thì 1 món không hợp lệ. Các bạn có 3 món hợp lệ dành cho Mỹ Huyền. Chúc mừng Huyền. Nhưng mà nếu như với thực đơn mà bạn sẽ phải chế biến với công thức như vậy, thiếu củ sen, chắc chắn là cái độ ngon sẽ bị giảm xuống. Nên bây giờ Tú, để có được bữa ăn ngon, bạn cũng phải lăn trà trên sàn bếp này. Chưa biết thử thách ra sao. Xin mời quý vị hãy đến với phần tiếp theo, chinh phục khẩu vị ngôi sao. Có ai cảm thấy lo sợ hồi hộp cho chính tính mạng của mình không vậy hả Tú Đệ? Em thấy là món ăn đã thiếu những cái nguyên liệu là em đã thấy lo rồi. Bây giờ em nhìn cái bàn có này như là cái bàn trong vậy đó. Ăn rất là trong gai luôn á. Thử thách như sao? Rất đơn giản. Trong vòng 2 phút hãy cố gắng ăn hết sạch sẽ toàn bộ. Thôi đơn giản. Này. Đơn giản à, nhưng mà không phải đứng ăn. Dạ. Mà là squat ăn. Là vậy squat hả? Squat bằng một chân. Là trời khó vậy. Nếu như hoàn thành được thì những nguyên liệu phụ sẽ thuộc về hai bạn. Còn nếu như không hoàn thành thì xem như ngày hôm nay thất bại hoàn toàn với hai món ăn đã thiếu những món nguyên liệu phụ rất cần thiết mà em phải ăn cho hết. Nào chuẩn bị nào. Dạ. Anh kêu là em liệu. Đừng làm vậy, em hay diễn với dai đó lắm. Rồi một chân nha Tấu. Lửng anh. Chuẩn bị bấm giờ nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Ui, ui. Ui, ui. Ủa sao cái này khó quá vậy? Thì đó, em phải di chuyển. Còn không phải đổi chân. Trong vòng 2 phút em không được chạm chân còn lại xuống luôn á. Này, ăn gian hả? Ăn gian hả? Ăn cho hết cho Tú. Đây, 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 đây. Rồi, hỗ trợ nè, hỗ trợ nè. Hỗ trợ em nè. Đó, đó, đó. Anh xoay vậy nó dễ hơn kìa. Đúng, đúng rồi. Chắc là chưa dễ lắm đâu. Anh cho dễ hơn nè. Ok. Ok. Ờ, chắc bên đây dễ hơn nè, nè Tú. Ráng nè Tú. Nè, nè, nè. Phải không hận anh? Ấy, trời ơi, cái miệng cưng hết sức còn nhai luôn đũa nè. Đúng rồi, nút luôn đũa nè. Không, không được chạm tay vô cái đũa. Ăn sao mà phun cái đũa vô chích cái tường mới ghê. Hay quá Tú ơi. Ráng lên Tú, một phát một Tú. Hay quá Tú ơi. Hay quá anh ơi. Chành tươi đó. Chành tươi đó. Chành tươi đó. Hơi. Hay quá. Tuyệt vời, chúc mừng bạn. Như vậy là mâm trái cây gồm 5 món khác nhau. Ăn muốn tuột đường luôn á. Tuyệt vời. Cái cảm giác mà hồi xưa em chỉ đi chơi chương trình, em chỉ ăn một lát chanh thôi. Ăn một lát chanh thôi là có vỏ chanh nữa thì nó hơi chát nhưng mà nó đỡ. Nguyên Tú rất hết mình với đại gia đình Final 1 của mình nên hoàn toàn xứng đáng đem về những nguyên liệu phụ đang thiếu. Xin mời Tú. Là à đây, đây. Cảm ơn anh. Trái chanh của anh đó. Dạ, em thấy anh khổ em. Trái ổi của anh đó. Dạ rồi, cảm ơn anh, khổ trước sướng sau nha đó, anh. Đó, vỗ tay cho Tú đi, vỗ tay. Khổ quá, nhiệt tình quá, đáng thương, đáng yêu luôn. Số 1, Tú, số 1. Dạ. Dạ, và bây giờ Tú hãy nghỉ ngơi trong giây lát. Trong vòng 15 phút các bạn hãy cố gắng làm sao nấu ăn thật là ngon để thuyết phục được tình cảm của Nguyên Tú, xứng đáng với những gì anh ấy đã cố gắng vì hai bạn nha.
2, 1. Bang bang. Và đây, bữa ăn thịnh soạn, một món quà đặc biệt mà các fan hâm mộ dành tặng cho Nguyễn Tú đã sẵn sàng. Và bây giờ xin mời hai bạn di chuyển về phía khu vực để chúng ta có thể chia sẻ nhiều tình cảm của mình hơn nữa với món ăn của mình. Xin mời hai bạn. Hai món ăn này, anh Tú, bạn muốn thưởng thức món nào trước? Mình sẽ lady first này ha. Mình thưởng thức món của bạn nữ trước. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm với món canh củ sen hầm sườn non. Em thử nha. Dạ dạ, xin mời em. Đầu tiên mình hấp nước trước. Trời, đầu tiên chẹp chẹp luôn trời. Nó cảm giác là đi tới đâu nó ngọt tới đó. À, đi tới đâu ngọt tới đó. Nó là ngọt tổng hợp giữa nước cốt thịt nè, củ sen nè, cà rốt nè, đó. Nó tổng hợp lại nó ra một cái vị rất là ngọt. Thì em nghĩ là bạn này chỉ cần nêm nếm một chút xíu thôi là đã đậm đà rồi. Vừa ăn rồi, không cần nêm quá mạnh tay. Đúng rồi, mình thử tiếp món bò kho của bạn Ly Trần nha. Bò kho, xét về phần trình bày thì cực kỳ ấn tượng. Thường thì Hoàng ăn bò kho, mẹ nấu, vợ nấu thì trong một cái tô gọn gàng như vậy. Nhưng mà bạn lại với phong cách nó dường như nó châu Âu hơn một tí. Trình bày khá là đẹp mắt. Trời ơi, sao anh thấy em cắn, mặc dù cái miếng thịt nha, nó có cái kích thước khá ấn tượng. Em cắn một cái mềm ơi là mềm luôn đúng không? Nó xức ra luôn á. À, nó xức thịt luôn. Tuyệt vời. Nhưng nó không có cảm giác tạo mỡ. Không cảm giác tạo mỡ nhưng mà vẫn có độ mềm cần thiết. Đúng rồi. Quá là. Nước của bò kho bạn làm thì nó đậm đà đó. Nó rất là đậm đà luôn á. Hai em muốn ăn thử của nhau không? Anh lấy cho hai em ăn thử của nhau nha. Hợp lý luôn. Hợp lý luôn. Rồi, hai bạn ăn những món ăn do nhau chế biến thì hai bạn cảm nhận như thế nào? Riêng cảm nhận của em thì thực sự món canh này chị nấu rất là ngon. Và em nghĩ là nó cũng sẽ rất là mát. Okay, cảm ơn em. Còn em? Món thịt mềm như anh nói thì nó đậm đà. Nhưng mà do là em người Nam á, nên là nó hơi đậm so với em một xíu. Nó hơi đậm một xíu. Dạ. Nếu mà canh chấm với bánh mì vô nữa thì tuyệt ok vời, dạ. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Rồi, bây giờ tất cả chúng ta đã dùng bữa rồi. Và cả bốn nhân vật đang đứng tại sân chơi khẩu vị ngôi sao cũng đã nếm được vị tinh túy của cả hai món ăn. Bây giờ sẽ là sự quyết định của Nguyễn Tú. Món ăn nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Rồi thì anh sẽ nghiêng về ăn của bạn Huyền. Yeah. Cảm ơn anh. Như vậy, với sự quyết định của diễn viên Nguyễn Anh Tú, bạn Mỹ Huyền đã giành chiến thắng với món canh củ sen hầm sườn non. Chúc mừng bạn. Và đây là phần quà trị giá 5 triệu đồng dành cho người thắng cuộc với món ăn được mang tên canh củ sen hầm sườn non. Chúc mừng Mỹ Huyền. Dạ, cảm ơn xin anh. Chúc mừng em. Cảm ơn idol. Tuyệt vời. Một lần nữa anh cảm ơn Mỹ Huyền nè, cảm ơn Ly Trần đã tới đây nấu cho anh hai món ăn rất là ngon. Đặc biệt là tình cảm của Ly dành cho anh Tú. Rồi, một cái ôm. Cảm ơn Ly. Mặc dù về nhì nhưng mà vẫn có những niềm vui của riêng mình đúng không Ly? Dạ đúng rồi. Được nấu một món ăn để cho một cái người mà mình yêu thích thưởng thức thì đó cũng là một cái niềm hạnh phúc đối với em rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn rất nhiều ngày hôm nay nhé. Cảm ơn anh Tú. Và hy vọng là những dự án sắp tới và công việc, sự nghiệp của anh Tú mãi mãi phát triển. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Và kính thưa quý vị, hãy luôn đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và ngày sau đây, Hoài Đà Bơ xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.